Chúng ta cùng chờ đón phần biểu diễn của nghệ sĩ Quân Tú Tâm Tâm.
phó giám đốc của cơ sở sẽ cùng với sân khấu có lời phát biểu cùng với các khán giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Chào gia đình. Chào. Kính thưa đoàn tình ca Bắc Sơn, kính thưa đại phát thanh Tiền Hình Tiền Giang, kính thưa toàn bộ cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy cùng toàn thể các em học viên trong lớp. Hôm nay đoàn tình ca Bắc Sơn đến biểu diễn tại cơ sở cai nghiện ma túy nhằm đưa tới món ăn tinh thần cho các em học viên trong những ngày học tập lao động tại cơ sở. Mong rằng trong thời gian tới các em cố gắng học tập tốt, lao động tốt để sớm trở về cộng đồng và gia đình thành người tốt nhất cho xã hội. Xin cảm ơn. Nhiều sức khỏe.